Rồi, hello cả nhà nha. Em được cũng xin chào cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo nữa của em nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở shop dụng cụ câu cá của em ở số 74 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú nha cả nhà. Đối diện với tòa án của tỉnh Đồng Tháp, gần dòng xây của nghĩa trang liệt sĩ nha cả nhà. Nên anh em đi hướng thì xuống huyện Ông Bầu á là gặp em nha. Rồi, thì hôm nay em về thêm số đồ cũng ok, cho nên là cũng tranh thủ quay cho cả nhà mình xem ha. Hàng Nhật chất lượng quay cho cả nhà xem. Về thêm bánh tráng bông sen nữa nè cả nhà, cho anh em coi xong coi giải luôn nè. Mới về bao bánh tráng bông sen 35.000 một gói. Rồi, đầu tiên thì em được cũng xin cảm ơn cả nhà anh em đã ủng hộ em trong thời gian qua nha. Hôm nay em mới về được số dòng máy Ranmi, nó xây 4.000-5.000 để cho anh em đi coi xong câu bè cũng như đi câu lua lóc, lua đồ mà bạo lực đồ ha, để có xài nha. Như về thêm số được cặn Asino Super Star cho cả nhà. Về thêm xe 2m4 với 2m7, không gài hết trơn rồi. Hôm nay mới về thêm nó phục vụ cho cả nhà nha. Rồi, đầu tiên thì em xin giới thiệu cho anh em sơ lại ha. Đây là mẫu cặn Asino Super Star nha. Rồi, đứng lên cầm anh em. Rồi, đây là cặn Asino Super Star, cán hở 3 khúc nha cả nhà. Bát máy của nó là Fuji ha, bát máy là Fuji đó, quay cho cả nhà mình xem ha. Cán là cán hở 3 khúc, núm dặn ở dưới dặn lên, núm carbon nha cả nhà. Ở dưới này là dặn lên là carbon nha, đó, chứ không phải kim loại nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, phía trên này là carbon, nó càng là 2 khúc, phen của nó là phen bướm nha cả nhà. Nó phen bướm chống sắn sẽ rất là tốt cho anh em ha. Phen thì phen hãng nha cả nhà, phen thường hãng, như bát thì Fuji. Nó cần thiết kế là 2 khúc ha. Rồi, độ cứng của nó MH. Đây, đây là đầu bu của em nó nha cả nhà. Đầu bu là bu chống sắn nha cả nhà, ngọn 2.4 ha. Đầu bu là bu chống sắn nha. Đó, ngọn của nó là 2.4, đầu bu của nó là chống sắn nha anh em. Đó thì em có 3 size 2.4, 2.7 và 3m ha. Nó lần lượt size 2.4 nó là 570.000, 2.7 là 590 và 3m là 601. Phí ship toàn quốc là 40.000 nha anh em. Nó phí ship toàn quốc là 40.000. Nó quay cho cả nhà mình xem ha. Hổ là Super Star Asino, rất là đẹp luôn, cái hở ba khúc. Anh em mà lua lóc, lua đồ dòng lua và bạo lực đó thì nên chơi mẫu này ha. Rất là đẹp, rất là ok luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, Super Star. Rồi, con bánh con dắt vô đi con. Đó, cho con cháu đều này xuống soạn tiếp các bạn. Đó, mẫu là Super Star. Còn tiếp theo nữa đây là mẫu Asino Aeronaut nha cả nhà. Đó. Cặn này em có một xe duy nhất là xe 2m7 luôn nha cả nhà. Tháo ra. Nó xe 2m7. Nó cán của nó là cán bằng phủ keo ha, cán bằng phủ keo, cầm hai tay. Hai tay tới đây nè. Đó. Ở dưới đít này là có núm nhựa luôn nha anh em. Nó có núm nhựa luôn ha. Nó cán bằng phủ keo. Nó mẫu này cũng là phen bướm luôn. Nó carbon của nó là carbon 2 da, carbon caro ha. Rất là đẹp nha cả nhà. Nó phen bướm, đầu bu của nó là chống sắn và đọt của nó là 2.6 nha. Nó đọt của nó là 2.6, phen của nó vẫn là phen bướm nha cả nhà. Thì ngọn của nó cũng bằng ngọn của cái cây Asino Super Star, cũng là 2.6 luôn ha. Thì giá của con này là 540 cho xe 2.7 nha cả nhà. Tại đó là phen bát hãng ha. Thì phí ship toàn quốc là 40.000. Đó, cả nhà mua hàng thì cứ inbox cho em nha. Nó xe 2.7, bù chống sắn, ngọn 2.6. Nó mẫu Super Star carbon 2 da. Đó, độ cứng của nó là MH nha anh em. Đó, độ cứng của nó vẫn là MH nha. Đó, quay cho cả nhà mình xem Aeronaut ha. Đó, cả nhà mua hàng thì cứ alo cho em nha. Đó, qua số điện thoại là 0963 890 470 nha. Rồi, em sẽ qua hai mẫu cần mới về này. Em sẽ qua mẫu tiếp theo nữa. Đó là dây nha cả nhà. Đó, hôm nay thì em tiếp tục về thêm một số dây cũng như là xịn sò cho anh em chơi, cũng như là câu sông nè, câu ngâm, câu lua mà xây câu giải câu đồ á, đã cũng có về đầy đủ cho anh em chơi, phân khúc mà học sinh sinh viên rồi cũng có đầy đủ cho anh em ha. Thì đầu tiên em xin giới thiệu là em mới về thêm muốn đó là dòng máy Ranmi nha cả nhà. Cầm qua con, nó cầm không cầm cái ấy ấy sẵn đi đó, cháu mình nó cũng không gành cho nên cả nhà cũng thông cảm nha. Nó đây là dòng Ryoko bên Ryobi mà Sasowa nha cả nhà. Dòng này thì nó tương tự như dòng Ranmi thôi cả nhà. Nó đó, nhưng mà nó đặt cái tên khác thôi, nó mẫu nó cải tiến hơn tí xíu.
Nó là dòng Sasowa đó, cũng như Ganmi luôn cả nhà. Đó, bên đây thì có tem chính hãng của Ryobi nha cả nhà, tem chính hãng của Ryobi. Đó, đây là bên trong máy của nó là cốt trợ lực nha anh em. Nó cốt trợ lực nha, dòng mặt đạn của nó là 5.5 cộng 1 mặt đạn ha, dòng tua của nó là 5.0.1. Đó, thì để em xem qua cân nặng của nó cho cả nhà mình xem ha. Nó cân nặng của nó là 406 g cho xây 5.000 nha cả nhà. Còn xây 4.000 của nó là 308 g. Xây 4.000 là 308 g. Xây 5.000 là 406 g nha cả nhà. Ừ, tắt đi. À, để xíu gọi lại. Đó. Đó, xây em xin nhắc lại nha, xây 5.000 cân nặng là 406 g và xây 4.000 của nó là 308 g nha cả nhà. Đó. Thì nó tải cá là 7,5 kg ha. Dòng tua của nó là 5.0.1. Đó. Ryobi Sasowa thì con này y chang con Rami luôn nha cả nhà. Đó, thì nó y chang Rami luôn. Và phiên bản cải tiến thì nó đặt tên cho khác lại nha cả nhà. Nó vô dây của nó là 0.33 thì nó dài 150 m ha. Nó tem chính hãng, anh em xài hàng thời buổi giờ phải có tem nhãn cả nhà ơi. Cho anh em xài yên tâm ha. Thì em xin nói giá luôn. Đó. Những cái dòng Ryobi thì anh em cũng biết rồi, giá nó lên cũng rất là nhiều nhưng mà em vẫn bán giữ giá cho cả nhà mình ha. Thì con này xây 4.000 nó là 940 nha cả nhà, còn xây 6.000 là 960 ha. Nó quay cho cả nhà mình xem luôn ha, rất là đẹp luôn. Trời ơi đẹp kinh khủng luôn. Nó cầm vậy ha, cầm vậy ha. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, rất là mượt luôn và có đầy hỗ trợ đầy đủ cốt trợ lực rồi cho anh em luôn nha. Đó, nó có đầy đủ cốt trợ lực rồi cho anh em hết luôn nha. Đó, quay cho cả nhà mình xem. Cốt trợ lực được có đầy đủ hết cho cả nhà mình luôn nha. Đó, Ryoko Ranmi. À, thì nó giống như trang con Ranmi luôn cả nhà, nhưng mà cái tên của nó đặt là Ryobi Sasowa thôi. Đó. Cốt trợ lực rồi rất là hoàn chỉnh luôn. Ở dưới là Instapang. Nó quay cho cả nhà mình xem ha. Design. Đó, rất là đẹp nha anh em. Rồi em được cũng xin chào cả nhà nha. Cả nhà mua hàng thì cứ alo cho em được nha. Đó. Đó, alo cho em được. Thì phí ship toàn quốc của máy là 30.000 nha cả nhà. Dòng này anh em mà lua lóc lua đồ mà bạo lực đó sẽ xây 4.000, 5.000 là ok luôn. Câu xong lua đồ là cũng ok luôn nha cả nhà. Nó rất là đẹp nha. Máy rất là đẹp và gọn nhẹ nha cả nhà. Rồi này đem đi con cá cha ấy là cũng đã lắm luôn á, cốt chơi lực luôn. Đó, em xin nhắc lại nha, xây 4.000 là giá là 960. À, bên 940, 6.000 là 960, phí ship toàn quốc là 30.000. Và máy là có 5 cộng 1 mặt đạn ha. Dòng tua của nó là 5.0.1 nha. Đó. Cân nặng của máy 5.000 là 406 g, cân nặng của máy 4.000 là 308 g. Đó. Tải cá là 7,5 kg nha cả nhà. Nó tải cá là 7,5 kg ha, hai con tải cá như nhau nha. Đó, cốt trợ lực rồi đầy đủ cho anh em nha. Đó, cốt trợ lực rồi đầy đủ ha. Rồi. À, tiếp theo nữa là mẫu tinh mùi câu tôm nha cả nhà. Đó, mẫu này lúc trước em có bán nhưng hết hạn rồi, hàng chính hãng của Okamoto của Nhật nha. Đó, đây là tinh mùi câu tôm nha cả nhà. Đó. Quay cho cả nhà mình xem ha. Thì giá của nó thì em được đăng bán là 80.000 một lọ nha cả nhà. Đó, 80.000 một lọ ha, tinh mùi câu tôm nha. 80.000 một lọ của Okamoto luôn. Đó. Thì anh em câu mà móc hà đó, móc trùng nữa. Thì để tăng độ nhạy lên thì ta nhúng vô, chế vô tí xíu á. Anh em nhúng vô thì nó sẽ tăng cái mùi lên, kích thích cái mùi lên. Thì tôm nó phát hiện mau hơn ha. Nó 80.000 một lọ nha. Em ship từ hai lọ đổ lên nha. Rồi. Tiếp theo nữa là mẫu dây pitbull thì em mới về. Em mới về được dây pitbull, màu của nó là màu xanh lá rất là mịn nha cả nhà. Nó màu của nó là màu xanh lá ha, độ dài của nó là 150 m. Lấy ra một cuộn giùm cho chú, tháo dứt lên. À, độ dài của nó là 150 m nha cả nhà. Đó. Dây thì rất là mịn luôn. Đó. Anh em mà câu lua đồ là ta rất là phái xài những cái mẫu dây pitbull như thế này nha cả nhà. Đó. Thì em có là hai xây 1.5 và 2.0 nha anh em. Đó, 1.5 và 2.0. Đó, quay phan được rồi, được rồi, đừng có tháo rồi nó. Đó, 1.5 tải cá là 14,4 kg, 2.0 tải 19,4 kg, nó là mát tải ha. Nó giá là 320.000 một cuộn, một cuộn dài 150 m nha anh em. Nó rất là khủng nha. Đó. Thì anh em mua thì báo em nha. Dây pitbull câu lua lóc á, số lỗi của con này thì khỏi nói luôn nha. Đó,
12 lõi á, số 8 lõi chứ. Con này là 8 lõi nha anh em. Đó. Con này là 8 lõi, bởi vì dây rất là mịn và đẹp nha. 8 lõi. Rồi. Thì em sẽ qua mẫu tiếp theo ha. Đó là mẫu dây Odin, nó dòng cước đổi màu của hãng Okamoto. Nó thì có nghiêng sẽ đổi màu theo chiều ánh sáng nha cả nhà. Nó từ tím sang nâu nè, sang đỏ, sang xanh ghiêu nè. Nó đổi theo được 4-5 màu luôn. Rất là đẹp. Và đánh lừa thị giác của cá nha. Hàng là hàng chính hãng của Okamoto Nhật Bản nha cả nhà. Nó được sản xuất ở Nhật ha. Đó, dòng này là dòng Odin 10X nha. Nó rất là chắc chắn. Thì em cũng hay lấy cuộn này đi câu giải câu đồ này. Em cũng chơi luôn. Chơi số 10 á. Em đi câu giải câu đồ thì cũng xài rất là ok luôn. Thì xe số 10 thì nó tải 29kg nha cả nhà. Là 0.60 á. Đó. Là giá 230.000 một cuộn. Độ dài là 250m ha. Đó. Còn xây số 8 cũng vậy luôn, cũng dài 250m, nhưng mà tải cá là 25kg ha. Đó, em có số 8, 9, 10 luôn, ba xây đầy đủ cho anh em chơi ha. Đó, số 8 là 0.50, số 9 là 0.55 và số 10 là 0.60 nha cả nhà. Đó. Giá 230.000 một cuộn nha anh em. Giá Odin 230.000 một cuộn, giá mới nhất cập nhật của hãng luôn nha anh em. Nó 230.000 một cuộn ha. Đó, qua cho cả nhà mình xem. Em có số 6 luôn nha cả nhà. Mới về có số 6 luôn nè. Đó, số 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Số 6 là 0.42. Đó, qua cho cả nhà mình xem ha. 230.000 một cuộn nha. Rồi, tiếp theo nó là dòng 4 con cá nha. Dòng 4 con cá cơm của hãng Okamoto. Hàng chính hãng của Okamoto nha cả nhà. Không phải là hàng nhái, hàng phách nha. Đó, qua cho cả nhà mình xem ha. Đó. Đây là dòng chính hãng luôn. Tháo ra dùm giờ. Thì em hay chỉ anh em phân biệt hàng thật hàng giả hoài đó. Thì hôm nay em cũng tiếp tục ấy cho anh em đó. Ấy ở trên đó. À, lỡ khui dưới là khui luôn đi. Nó thì đầu tiên thì có tem nhập khẩu của công ty Hào Khảng ha. Nó phía sau là mã vạch rồi nè. Nó mã vạch của công ty Hào Khảng rồi luôn ha. Đây là mẫu mới nhất thì nó sẽ có tem. Đó mã vạch ha. Đây. Đây cả nhà. Đó, tem nhập khẩu, tem hãng Okamoto. Và ở đây là nó có in chìm 3D nha. Anh em nghiêng tới nghiêng lui nó sẽ có in chìm 3D nha cả nhà. Nó 3D của Okamoto. Còn mẫu hàng nhái thì nó sẽ dán lại thôi. Và phía sau của hàng Okamoto chính hãng thì nó cũng có mọc in chìm ở phía sau luôn. Đó. Và mọc chép lại phía sau luôn. Hàng chính hãng thì nó như thế này nha anh em. Còn hàng nhái thì phía sau nó lắng o à, nó chống trơn luôn. Nó để cho anh em phân biệt. Anh em mở ra mà gặp dạ quang phía sau thì là hàng chính hãng nha cả nhà. Anh em xài rất là yên tâm luôn. Nó hàng nhái thì em cũng có luôn kìa. Nó như nó có 60.000 cuộn à. Nó nằm ở đó đó cả nhà, y chang luôn á, 60.000 một cuộn thôi. Nó hàng chính hãng thì nó 160.000 một cuộn nha cả nhà. Màu của nó là màu ghiêu nha. Màu riêu. Đó. Rồi, bỏ vô lại luôn. Rồi, dây 4 cá cơm giá hiện tại hôm nay là 160.000 một cuộn nha cả nhà. Đó, giá hãng lên. Rồi. À, tiếp theo nó là dòng TKR mà hiệu con cá mập nha cả nhà. Này anh em là xài cũng khá là nhiều luôn á. Hầu như là xài hầu thờ mà dây nó còn 190-201 tới giờ luôn. Giờ giá nó cũng thay đổi nha cả nhà. Nó Okamoto cũng chính hãng nha. Nó hàng Nhật nha cả nhà. Anh em xài thoải mái cho em đi. Nó nói chung là kéo cá nại thoải mái cho em. Đó. Có gì thì cứ đổ thừa em. Đó, em suối cho chơi mà. Đó, dòng này là có màu trắng đục. Đó, màu trắng đục nha cả nhà. Đó, của hãng Okamoto TKR. Nó có tem nhập khẩu rồi đầy đủ cho anh em ha. Thì em có 3 xây, số 8, số 9 và số 10 đó. Để cho anh em đi câu sông, câu giải, câu đồ đó, đều được nha. Thì giá số cây số 10 là nó tải 29kg nè. Xây số 8 là nó tải 25kg. Và xây số 9 là nó tải 26kg nha cả nhà. Đó. Mỗi xây nó chênh lệch khác nhau. Đó. Thì giá tiền của nó là 220 một cuộn nha cả nhà. Nó phí ship toàn quốc vẫn là 30.000 cho anh em nha. Đó. Dòng ni lông 100% luôn, cho nên là anh em kéo được thoải mái luôn, tét nách tét tay cho anh em luôn nha. Nó giá 220.000 một cuộn nha. Dòng TKR của Okamoto nha cả nhà. Nó mã là TKR của Okamoto nha. Đó, anh em nhớ giùm em nha. TKR của Okamoto. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là em lên mẫu dòng của Okamoto, nó là mẫu Amica nha cả nhà. Mẫu này thì em có xe nhỏ nè. Nói với giờ những dòng này thì em có xe lớn, nhưng mà những dòng xe nhỏ thì em về riêng cho anh em chơi. Đó. Thì chà tháo ra luôn em cho khách coi luôn.
Thì dòng này em có xe số 3 và số 4 nha, thích hợp đến anh em câu sông, câu ngâm, câu đồ nè, câu chơi, câu chim, câu chép nè, câu trôi, câu đồ đều được, cần tay, cần máy được sử dụng đồ ok ha. Màu của nó là màu trắng đục nha, màu này là rất dễ anh em kết hợp với nước câu ở trong mọi điểm luôn á. Nó màu trắng này rất thích hợp nha. Đó, cuộn rất là xịn sò đóng cho anh em xem ha. Đó, đó là màu của nó đây, màu trắng đục nhẹ nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Nó dây thì rất là mềm nha anh em. Nó dây thì rất là mềm nha, rất là mềm không cứng nha. Thì độ dài của cuộn của nó là 250m nha cả nhà. Nó xe 0.33 là số 4 là tải 11,2kg. Đó, còn số 3 là 0.28 là tải 8,8kg nha cả nhà, dài 250m. Đó. Đồng quay cho cả nhà mình xem ha, giá 170.000 một cuộn nha anh em. Đó, giá 170.000 một cuộn. Cuộn nha. Hàng chính hãng nhập khẩu từ Okamoto nha cả nhà. Nó Amica. Đó, quay cho cả nhà mình xem ha. Rất là đẹp, rất là đỉnh luôn nha cả nhà. Đó thì dòng này anh em có thể câu cần tay, cần máy đều được ha. Trời, còn này câu tôm, câu mè, câu chép đều là khỏi nói luôn á. Nó rất là xịn sò luôn. Thì giá là 170.000 một cuộn, phí ship vẫn là 30.000, sẽ xe 250m cho cả nhà. Rồi, tiếp theo nữa là dây bia Toman. Đó, em có xe 2.5 và xe 3 chấm, độ dài là 150m. Đó, màu của nó là màu cam. Kìa, có cuộn sẵn rồi, không được. Đó, đó. Màu của nó là màu cam nha cả nhà. Đó. Dây Toman ha, 8x, dòng này là dòng 8x nha anh em. Nó dây cũng khá là mịn ha. Nó Toman dài 150m, hàng chính hãng của Toman ha. Giá 200.000 một cuộn nha cả nhà. Nó xe 2.5 thì nó tải 42 lb ha. Đó, 2.5 thì tải 42 lb. Dây này thì anh em có thể câu lua lóc nè, câu lăn xê, câu đồ đều được ha. Rất là mịn luôn. 200.000 một cuộn. Xe 2.5 là nó tải 19,1 kg nha cả nhà. Đó, 19,1 kg. Em có số 3 luôn nha, 3 chấm thì 2.5 luôn nha. Đó, em xin nhắc lại dây Toman ha, 8x, giá 200.000 một cuộn, dài 150m nha anh em. Đó. Rồi, thì em được sẽ qua mẫu tiếp theo. Đó là mẫu dây bẹt lây. Đó, dây bẹt lây này thì cũng mới về luôn nha cả nhà. Mẫu này cũng dòng 8x luôn ha. Đó, nhưng mà dòng 7 màu nha cả nhà. Đó, 7 màu. Đó, dây bẹt lây của Mỹ nha anh em. Đó. Thì dòng này là phân khúc 100m nha cả nhà. Độ dài của nó là 100m. 2.0 thì nó tải 19,4 kg. Em có xe 2.0 là 2.5 và 3 chấm luôn nha. Đó, xe này là xe 2.5. Nó 2.5 thì nó tải 23,5 kg, 2.0 thì tải 19,4 kg, và xe 3.0 là nó tải 28,5 kg nha anh em. Đó, nó đủ số cho anh em luôn, không cần lua lóc ha, cần máy đứng máy ngang đều được ha cả nhà. Đó thì giá của cuộn bẹt lây này là 160.000 một cuộn nha cả nhà. Nó phí ship 30.000, nó vẫn là 160.000 một cuộn luôn, phí ship là 30.000 nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là tới cái gì đây? Phá mani. Mani săn hàng để bắt bò, câu giải, câu sông nha cả nhà. Đó. Mani săn hàng để bắt bò nha, câu giải, câu sông nha cả nhà. Đó. Rất là đẹp nha. Giá 80.000 một gói nha anh em. Đó, giá là 80.000 một gói nha. Đó, mani bắt bò nha, câu giải, câu sông. Giá 80.000 một bịch thì có 5 cái nha cả nhà. Tương đương cái khoảng 15.000 á. Đó. 16.000 á. 16.000. 16 là nhân 5 là đúng 80.000 luôn. Đó, đây là khóa bắt bò nha cả nhà. Đó, anh em có thể câu giải đồ là ok nha. Số 1, số 2 đồ kéo thoải mái cho em luôn nha. Rồi, tiếp theo nữa đó là dòng dây 500m của Asino có màu vàng chanh, em có xây số 10, 12 và 14 nha, 0.52, 0.57 và 0.62 nha cả nhà. Giá của 0.52 với 0.57 là 230.000, còn giá của 0.52 là 230, 0.57 là 240 nha anh em, 240.000 một cuộn nha. Màu vàng chanh, dòng này 500m, dây rất là mịn luôn, chống sắn tốt nha cả nhà. Đó, chống sắn khá là tốt luôn nha. Rồi tiếp theo nữa nó là dòng OneMat. Nó là có dây Nobi OneMat nha. Dây này thì em cũng có 0.57 với 0.62 luôn nha. 0.52 em cũng có luôn.
nó giá 210 ngàn một cuộn, tải cá rất là khủng, tải 55 kg. Nó Bioner, quên Nobi, Nobi OneMax rất là khủng nha, màu rêu 500m, nó giá 210 ngàn một cuộn. Tiếp theo nữa là dây Rino hiệu con tê giác màu tím đó, anh em thích màu tím lẳng lơ thì chơi màu tím nha, màu tím mạnh mẽ chứ. Nó 500m 170 ngàn một cuộn nha anh em, nó 500m. Rồi dây thanh lý chi len mỗi hộp đi con đó. Rồi đây là dòng dây chi len thanh lý nha cả nhà, đó dòng dây chi len em thanh lý luôn, nó độ dài của nó là 500m ha. Nó giá 120 ngàn một cuộn, em có số 8, số 9, số 10. Số 8 là 0 chấm như 50, số 9 là 52 và số 10 là 55. Đó, 120 ngàn một cuộn 500m, anh em câu đã đời luôn, câu vô 3-4 máy là ok luôn. Rồi, tiếp theo nó là mở với dầu vô máy câu. Đó, giá 100 ngàn một cái luôn nha cả nhà. Đó, 100 ngàn một cái mở với dầu ha. Rồi em được cũng xin chào cả nhà nha, em được cũng cảm ơn anh em, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha đã theo dõi video của em nha. Rồi chúc anh em một ngày mới đi câu cá thật nhiều cá và thật nhiều sức khỏe nha. Rồi em cảm ơn anh em nha, giờ em cũng ship hàng vô đang chuẩn bị gói hàng cho khách luôn nha cả nhà. Rồi, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.